Chào anh chị buổi chiều nha. Bữa nay là ngày 10 tháng 4 2021 chị nha. Thì cứ như mọi ngày á, 14 giờ chiều Tân Nguyên TV em sẽ phát công chiếu, chủ yếu là đồ ngày Nhật, còn gọi là tiêu đề là đồ dùng Nhật nha. Đồ dùng Nhật của em gồm có là nồi niêu xoong chảo, nói chung là áp suất này kia đó, cho cái chương trình này. Và giá sẵn nĩa, nhưng mà không gài nặng quá anh chưa lên. Thì em rảnh em sẽ lên thêm muỗng nghỉ với sẵn nha. Thì giờ đầu like anh sẽ lên kéo trước. Kéo thì sẽ có hai loại chị nha, loại này là nhỏ, loại này là loại chiều dài là 21 phân. Cái con này là cũng là kéo nội địa, chưa qua sử dụng, ít cái năm, thương hiệu là ít cái năm cũng rất là nổi tiếng nha. Ở đây thì nó sẽ có hai cái chất liệu, đó là thép không gỉ và nhôm chị nha. Cái này tay cầm bằng nhôm nên chị có thể xài nước thoải mái. Dưới cắt cánh gà, có thể cắt rau hành gì đó, chị có thể xài trong bếp và thì ăn hải sản. Còn một cây là 60k. Em sẽ có hai mẫu nè, cái này cũng hay khá với ta hết. Đây là cái cây này có thể khui bia nha, nó cũng giống nhau, rất là dị trang nha, nó màu trắng màu vàng thôi. Một cây là 60k, anh chị mua 3 cây, anh chị bán có 150 cho anh chị nha, tiết kiệm được 30k tiền ship. Anh chị có thể mua về trải nghiệm sử dụng, em bán thì từ bữa giờ cũng rất là nhiều. Anh chị nào đã từng mua, đang xem live của em thì có thể tương tác lên cho anh chị chưa mua để biết được cái chất liệu, cái chất lượng của nó. Tại vì người ta nhiều khi người ta chưa mua thì người ta chưa biết. Còn những anh chị đã mua và đang xem live, đã chuẩn bị một món khác thì có thể comment lên tương tác cho em nha. Còn anh chị nào muốn mua thì gọi trực tiếp trên online cho em, đừng nhắn tin. Nhiều khi nhắn tin thì em không có đọc cái bình luận để đặt hàng. Anh chị cố gắng gọi cho em nha. Đây là 150. Tiết kiệm được 30.000 tiền ship, chị có thể gọi cho em 3 cây nha. Cái số 1 số 1 300k chị nha, số 1 300k, 3 cây chị nha, 3 cây. Cuộc gọi trực tiếp cho em nha anh chị, nhắn tin có thể tương tác, nhưng mà khi đặt hàng chị nhớ gọi cho em. Còn cái là mẫu thứ hai, nó cũng thuộc ít cái năm. Cây này thì nó sẽ rơi vào một cây là 90k, tại vì nó dài hơn, nó được chiều dài tới 23 phân. Chiều dài cái này có 23 phân, chất liệu cũng vậy, thép không gỉ và nhôm chị nha. Thì anh chị có thể chọn cho mình một cây. Một cây nó gồm 90k. Anh chị em mua 3 cây được tiết kiệm được 20k. Alo. Ba cây này 270 gì nha. Ba cây lớn này là chiều dài 23 phân. Anh chị đã thích lớn thì mua cây lớn. Nó cũng chuyên cắt gà, cánh gà, cánh vịt gì đó nha anh chị. Anh chị thấy để hình ảnh này nên anh chị nha. Số 2, 250. Giảm được 70k thay vì 270 cái giếng rồi ta. Ba cây gì nha. Đây hộp mình hết hả? Lấy hộp cho tôi đây. Nữa hả? Thôi để đi. Rồi. Đây hộp dao Thái Lan kiwi luôn chị nha. Hộp dao này thì em cũng còn nhiều đâu rồi, tại vì chọn hộp mình bán vậy đó. Cái loại này thì anh chị yên tâm mà xài nha, nó là Thái Lan chuẩn, nó cực kỳ là bén luôn, tại vì nó ép rồi nên em mở không được. Anh có thể yên tâm là 5 cây có 350 ngàn thôi, rất là nhiều luôn, cây dao chặt nhìn nó cắn ngủ nha, nhưng mà chắc chắn là cắn ngủ mà nó đổ đút của chị nha, nó đút luôn á, không phải là bình thường. Đây là 350 cho 5 cây dao chị nha, dao chặt, dao thái, dao gọt, cái gì dao làm cá, dao gọt trái cây anh chị nha. Nó sẽ là số 3, 350. Cái 5 cây cứ ghi quy Thái Lan chị nha. Còn cây dao chặt này hôm bữa giờ anh chị đâu có xài rồi, có thể cũng tương tác comment cho em để cho em một cái được sự tương tác đó. Cho khách hàng mới là chưa mua đó, có thể cho em một cái lời bình luận trên like để người ta có thể trải nghiệm giùm em nha. Cái dao này cũng chỉ 150 thôi, em lời cũng có nhiều tiền đây đâu, nhưng mà cái dao này rất là chắc chắn nha, rất là chắc chắn luôn, cũng thuộc hàng kiwi. Đây rồi, cái kéo cái thứ đâu vậy? Cái gì là phải đi kiếm chứ, thấy đây là cái dao đo anh chị nha, chiều dài nó tầm 29 đến 30 phân anh chị nha, bề rộng của con này là 8,5 phân. Đây là số 4, 1,5 phân gì nha, cầm rất là chắc chắn, vừa tay, không nặng mà không nhẹ, anh chị rất là dễ sử dụng nhà bếp và có thể chặt xương gà vịt. Những xương nhỏ, còn xương lớn thì mua bự hơn. Này có 150 chứ ra, 150 thôi. 150. Số 4 chị nha, số 4 150. Thao còn đó. Đây là 300k mẫu.
ốc nha, mở lên xem giá. 300k cho mã số 5 chị nha, 1 kg lô thao. 300k. Tiếp theo. Hay gì cho cái mâm. Cái hệ yếu anh là để dành đựng cái gì đi móp chân. Cái này là 2 kg 2 kg 8 nè, ấy bột và bột cho ký yếu nha, 280. Nói chung là thao bự nè, một à, không rồi cái này dày ghê anh chị, tuy nhiên nhìn nó sướng sướng mà dày cực kỳ lắm nha, hơi lớn hơi mỏng. 280 cho số 6 chị nha, cho bao gọi chút. Cái nồi bé bé xin tình. Cái nồi nhà mua giả xíu một lát là chắc 100k quá. Đường kính con này là 18 anh chị, cao 7 nha. 100k luôn, thiệt luôn á. Có 100k luôn á. Xíu là mặn mặn. Tiếp theo cái bánh chị nha. Bánh này thì hai đáy. Nắp thì hơi khít chị nha, hơi khít. Tiếp theo cái bánh hai đáy gì nha, cái nắp thì nó đậy hơi khít nè, anh chị về đậy cũng được nhưng mà giống như là bị anh chị đậy khít lắm, nó cùng khít lắm. Con này là đường kính 19,5 chị nha, cao 11 thôi. Con này là 250. Tiếp theo cái bánh tiếp theo này nhỏ chị nha, nhưng mà đẹp lắm, cũng qua sử dụng rồi nhưng cũng nhật kia. Đường kính nó 18, cao 8. Này 250 luôn, nó nhỏ nhưng cô có giỏ để mình nó chỉ cho nhẹ con đó xíu rồi chứ cũng không mỏng lắm nha anh chị. Quánh không? Quánh nhiều hơn nồi. Cái nồi này thì nó quánh thì nó mỏng nhưng mà đẹp lắm chị nha. Nhà bà hả? À? Đường kính 20. 10 phân. Cái này thì 200. Thì 250 lên chị chưa? Anh bán 200 rồi, 200. Nó hơi mỏng nha nhưng mà nó mới chắc nè. Tiếp theo cái bánh đắt dày như thói gì nha, dày như thói. Đường kính nó 18,5, cao 8. Đại tương nó dày dừa lắm, còn 250 luôn nha, số 11. Bánh dày quá này thì nó cái nắp hơi xấu mà cái đòi thì nó cũng đỡ, nhưng mà nắp thì mắc cười nó lai lai sao. Nói chung nắp nồi này nó cũng chỉ đầy vô cho nó có dừa cho mỗi cái thôi chứ không phải là đặc trưng đặc thù của nó. Thì hàng này nội địa đó qua sử dụng thì khi mà chuyển về thùng lô lô thì người ta sẽ có cái cách nhìn lắp nắp vô. Có khi đúng có khi không đúng nhưng mà quan trọng là đậy được là được nha. 19 phân. Cao 9. Bây giờ bán nắp kỳ kỳ. Con này 150 nha. 150. Thì có bánh tiếp theo nè, bánh này cũng vậy, nắp thì nó mất cười lắm nè. Đường kính là 19-20. Con này có 150 nè, ý là nó mà. Cho nồi ra, cho nồi đi bánh rồi. Cho nồi thì nó buồn ra, à cái nồi này dày nguyên khói gì nha. Cái làm nó nguyên khói, nguyên khói nước đáy nó màu này nè. Tại vì nó hơi bề ngang nó 22, cao nó 90 gì nha. Con này thì 300, nguyên khói gì nha. Nó ký hơn nó tính 300. Tiếp theo, quánh, cái nồi này cũng dày, hai đáy nha. Không có dày lắm nhưng mà được cái hai đáy chứ nó cũng tương đối không mỏng. Đường kính 20 hơn, cao 10 luôn. Con này 250. Này cái nồi tiếp theo bên chị cũng dày dặn lắm chị ra, nặng chịch trên tay à, cũng nhật đi ra. Tất cả đều là IH hết trơn, những dòng này IH hết chị. Con này là 23, cao 12. Con này là 300 luôn, số 15 chị ra, 300 luôn. Nồi này thì nó bị chùi chưa được sáng nè, nhưng mà nó nguyên khói gì ra, đặc biệt còn là nguyên khói thì có thể chùi lại. Chùi lại. Đường kính 22, cao 9. Con này là nó dày nhưng mà do nó bị đỏ chưa chùi sáng em bán 250 nha, chứ con này cả ký lên chị nha, số 16. Này nó cái cứng này như nào lẩu thì đẹp mà đẹp. Con này không dày cũng không mỏng nhưng mà đẹp chị nha, được kính 23. Cao 10 nó như là lẩu luôn, nó thuộc là lẩu như gì nữa, 250 nha. Số 17, 250. Nào tiếp theo.
Sao hai nồi đó không có hai nắp vậy? Nắp chắc là dưới trên rồi. Một cái nồi chị nha, nó cũng không vậy con mỏng. 21 chị nha. Cao 11 với 2. Nồi này thì chỉ có 200. Sao mà rẻ vậy? 250 chị nha, con này 250 nè. 250 chị nha, 250. Số 18 chị nha, 18 250. 18 250 chị nha. Tiếp theo chị nha, đây là 18 250 rồi. Tiếp theo cái nồi tiếp theo nha. Tôi quánh xuống rồi mai quánh nha, ít rồi đó. Là nồi chúng ta chị nha, cái này cũng mỏng đi nha. Thêm quánh đi. Gần tới 20 rồi. À, cái quánh nó 20, 22 chị nha. Cao 10. Con này cũng 250 luôn, số 19. Mai lại chị. Cái nồi tiếp theo cái này là cái nắp của nồi Mỹ gì á. Giống như nồi lẩu mà nắp của mình nồi hấp của Mỹ đường cái 22 chị nha. Cao 8. Con này nặng lắm, mày bán 250 cho chị luôn. À, sức áp sức đi. Ừ. Cái nồi 21 rồi. Cái này cái nồi có hấp nên chị đẹp dày như khói ra, cái nồi cũng dày nữa chị. Dày mà đẹp nữa nha, đường kính 24. Cao 12. Con này là 350. Lớp trước chị nha, lớp trước Pháp nha, Pháp thường mà nó không có tốt gì con. Bởi giá nó vẫn rẻ hơn, nhưng mà nói gì sao với nồi, nó vẫn cái nồi chị nha, anh nói trước. Nên là bán chủ là bán không bao quên, em bán đủ đồ cho chị chơi, đây. Đó. Con này 600k, 5 lớp rưỡi nha, Pháp này chị nha. Thường Pháp là không có bao gòn, thường là Pháp là không có chuẩn gòn. Nhưng mà được cái nó to, và nó cũng gọi là hàng của Pháp. Giá nó rẻ hơn rất là Nhật luôn anh chị, tại thường nó còn không chừng có là 3 lít nè. Nó nhỏ như cái giỏ này mình chị nha. Con này 500 lít chị nha, 500 lít. Ba lít. 23 500 lít, con này cũng 3 lít luôn. Con này còn dày hơn nè. Con này dày hơn rồi, vẫn bán 500 lít luôn anh chị. 500 lít luôn. Rồi mà. Tiếp theo số 25. Cái này thì dày dặn hơn chị nha, dày đáy, gòn thì nó xanh hai lớp rất là dày. Con này đã làm cho 550 nha, 550 3 lít. Con này dày nặng số 25, dày nặng nha, cân nặng gần 2 kg 1 kg 8. Thứ 24 nó tiêu rồi. 24 mất tiêu sao? 24 ngày chưa? Chưa. Đây là 22. À khoan, tàu lộ. 22 600. 25, 550 chị nha, 3 lít. 25 550. Tiếp theo 3 lít nữa. Uống rất là nhiều với cái nào khác rồi. Con này cũng 3 lít chị nha. Mà con này đẹp nha, dày dặn chị nha. Đủ đồ chị nha, ra bạn mình chỉnh. Con này cũng 550 chị nha, 3 lít. 26. Con này khoảng 5 lít 5 lít rưỡi, con này thì cũng nhật đẹp chị. Con này dày dặn chị ra dùng từ luôn, đây lên giống của Đức nè, con này rất là chắc chắn là, nhưng mà cũng bao là không bao nha. 800 nồi rất đẹp, 800 5 lít. 27 800. 27 800 chị nha, nồi rất dày, cân nặng con này lên tới 2 kg 2 chị nha, dùng khói nha, dùng từ chị ra. Còn tiếp theo này 3 lít nè, mà còn tốt. Đấy lên. Đây cái nồi rất đẹp. À này 3 lít nha, bán con này 650 cho anh chị. 3 lít, con này đẹp, con này công nghệ cao. 3 lít. 28. Cái này 6 lít chị nha. 6 lít là 4 lít mấy nha. Con này 4 lít 7 chị nha. Đi. 4.7 thôi. 4.7 gì nha, 4.7 như mình chị nha, đã qua sử dụng nè. Mình nhôm khói rất nặng cái này chị nha. Này á là 750 chị nha. 4.7. Lên ủng đi, nhôm nó luôn đi.
lên đây. Chút gì đó mời khui cái lô áp suất khác nữa. Đây là con hai tay chị nha, hai tay rất đẹp. Còn gắt mới luôn chị, con trắng nè, đây nồi gắt mới luôn. Con này 900 chị nha, con này còn 6 lít. Nhiều thiếu một tay ấy, sao không chị? Như con này thiếu một tay đây hay gì nè. Con này thiếu một tay anh chị nha. Mấy con này thiếu một tay nè, đúng không mày? Nó có hai cái hai tay hàm nè, mày giờ nó mất một tay hàm mày. Hay là đúng không ta? Không đâu, cái này cái kiểu nó có một tay khóa à. Cái này bên nào mình gài cũng được hết trơn, nó là một cái bên gài, bên như mình gài bên nào cũng được hết trơn chị nha, bên đây không có dính líu tới. Con này khoảng tầm 6 lít thì cực kỳ chị nha. Con này 900 anh chị nha. Cái này không phải thiếu một tay đâu mà là cái mỏng nó vậy anh chị, nó sẽ có một bên gài, con này 6 lít 930. Cái tiếp theo con này khoảng 4 lít nha, cũng bự lắm. Con rất đẹp nha, nào rất dày chị nha, nguyên khối nha. China xuất nhật nha, mà dày hai đáy chị nha. Thường China xuất nhật nó rất là dày. Con này là 750. Con này khoảng tầm 4,5 lít. 4,5 lít đó, 4,5 lít. 31 nha. Hết đủ hả? Cái con này là con hai tay nè anh chị, hai tay khổng lồ nha, này khoảng mấy lít trời. Em nghĩ con là khoảng 7 lít, 7-8 lít anh chị. Con là khoảng 7 lít anh chị, trong dưới 7 lít anh chị. Này trăm nè. Con này nó 1 triệu chị nha. Em nghĩ con này phải 7 lít á. Lên được, như được rồi. Con này 1 triệu nha, 1 triệu. Cỡ 7 lít chị nha, chứ không phải 6 lít to lắm, nhôm nha. Trời, con này mà bằng thịnh mắc 5 triệu mấy anh chị ơi. Con này rất đẹp. Áp suất ha, con này là 3 lít chị nha. Con này 3,5 triệu. 3,5 lít chị nha. Dòng này dòng Tiger đó, chết su tê Tiger gì nha. Con này 1,5 triệu. 3 lít. Con này 4,5 lít chị nha. Con này cũng dòng như Tiger vậy đó. 4,5 lít chị nha. Bánh đi cho ba đó chị nha. Nồi rất là nặng đó, con này mấy ký lô trời, 3 ký mấy. Con này 1,8 triệu chị nha, đồng nồi gắt trùng. Trần gắt dày, bá ơi, đúng là khỏi. Con này 4,5 triệu chị nha, 4,5 triệu. Một hộp 1,8 triệu nha. 4,5 triệu. Số 34. Tới chảo nha, chảo tới hay tới 15-25 số nữa mà. Cái chảo đầu tiên cái chưa rất dày nha, không dùng từ có chày nhẹ anh chị nha. Này mà con này chuẩn lắm, ba chuẩn cho anh chị luôn. Nó chỉ chày thôi nhưng mà nó rất là đẹp, dày nguyên khối, thằng nặng 1 kg chị nha, 300k. Đường kính 27 phủ bì chị nha, 6 phân 300k. Chưa cái sức nhẹ thôi chứ con này rất là đẹp, chuẩn đạt, xài biết nào hơn. Rồi tiếp theo cho là 150 chị nha. 150 cũng tương đối đẹp nha, 26 cao 5,5 tem nhôm không từ nha, 150 bên trong rất đẹp, tính ra giá rất là dễ mua. Một con giống như dòng đá vậy nha, đây là bên trên nó chùi nó sạch thôi chứ không phải nó ghê gì đâu. Con là tiếp theo là 150 thêm nữa chị nha, dòng chảo đá gì đó nhôm, 27 cao 7 nha anh chị, 150 nữa xem. Như đá vậy chị nha, con dâm gửi theo là nó bị mớp, bị mớp như chày anh chị mà to nha, mớp phải chày mà to, đường kính 29 cao 7 một lai 38 dâm gửi một lai là gì tấm luôn. Tiếp theo 39 nha, con này rất bự dùng từ nha, con này mà nói xào rồi hết sách, ngon cực kỳ, đỏ nhẹ trong lòng anh chị nha, nhưng mà nó còn đẹp lắm, đường kính 31 cao 6 nha. Con này là 2,5 triệu. Nó không đỏ thì 3,400 chị, cả 400. 59 hay ngựa của Nhật kia. Đây là của Nhật tiếp và không từ, con này rất đẹp, chiên xào ok, cực phẩm có xước nhẹ bên trong đã qua sử dụng 31 văn. Cao cũng sánh rồi con chị nha. Con này 250 luôn. Rất tên chị. Nó xước nhẹ thôi chứ con này nó bự lắm.
chảo thì nó không có giống như trong siêu thị đâu, nhưng mà em bao xài những chất liệu men nó rất là xịn sò nha. Đây tiếp theo cái chảo của dòng tiếp theo nè, cái dòng này nó xài biết nào hơn, nó bị trắng hay cái đường thôi, nhưng con này cũng đường. Này rất nặng anh chị nha, nhưng mà 200k thôi, tại nó bị thấy trắng nhiều, đường kính 29 to 6, 200k chị có thể về xài xài trải nghiệm nha, thằng em cũng tiện á. Con này như chỗ gan anh chị, gan rất là dày, căn này nó lên có 1kg hơn nha anh chị. Đã qua sử dụng đường kính 329 cao 5, con này chỗ gan nha, cực kỳ là dày, nặng không dùng cười nha. Con này bán 250, con này khoảng 400-500 mới đúng cái giá của nó. Còn tiếp theo con này bự ra, có gót dầu nè anh chị, cao nha, không dùng cười nha, rất là to, 250 luôn, nó hơi to móp nhẹ đây nè, đường kính 28 cao 8, 250. Chảo hết luôn. Tiếp theo chảo có từ nha, bị đỏ nhẹ, con là 200 nha, 250 luôn, đường kính nó là 26, con là 250, 250 thôi nha anh chị. Tiếp theo con này nhôm đẹp quá, cũng nhật chị nha, kim đô hả, trong gan rất dày, con là 250 gì nha, đúng là con này bị đỏ nhẹ một góc anh chị nha, nó bị cháy đỏ nhẹ, con này cũng 150 luôn, được kính 26 phân chị nha, 46. Cái này 150 đi chị nha, đã qua sử dụng nên chị có xước nên chị nha, nhưng mà xài với nào hơn 150 chị nha. Đây là men Nhật nha chị nha, trắng men Nhật không mà, nên chị yên tâm đi, nó qua sử dụng nó có chày xước nhẹ hoặc là có lỗi thì bán giá lỗi, thì chị cứ xài yên tâm để xài nó xấu hơn nữa chị nha. Đây giờ nó bị trắng là có từ nha, con này dương có từ, con này cũng rất là nặng, em bán 200 ngàn, mình kính khoảng 27 phần nha, 49 là của Pháp nha, tay fan nha, tay fan này rất là đẹp, lòng rất đẹp, rất chuẩn chị, con này 200k, đường kính 27 phân, cao là khoảng 9 phân nha, con này tay fan của Pháp không dùng từ, con 50 tiếp theo cũng rất là dày dặn, không dùng từ mà nguyên khối nha. Cân nặng con này lên tới gần 1kg 900g, con này 250, cuối cùng thứ 50 được kính 26-27 phân chị nha. Thì cứ như mọi ngày 16-14 giờ chị lên lên tăng TV, anh chị có thể theo dõi chương trình của em và cuộc gọi trực tiếp đặt hàng, anh chị có thể bình luận tương tác, nhưng mà khi đặt hàng chị cứ gọi cho em nha. Bye bye.